Chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Rừng Trúc và sau đây là chia sẻ của tôi từ kinh Thừa Tự Pháp ngẫm về chuyện Xá Lợi Tóc ở chùa Ba Vàng. Trong kinh Thừa Tự Pháp thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nói với các đệ tử là người xuất gia: Này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Từ đó tôi nghĩ, trong chuyện trụ trì chùa Ba Vàng trưng bày và tuyên bố một vật phẩm mà vị ấy gọi là Xá Lợi Tóc của Đức Phật, chính là người đã căn dặn qua kinh Thừa Tự Pháp nêu trên, thì vị trụ trì chùa Ba Vàng đã làm trái lời của Đức Phật. Thậm chí cách làm ấy được cảm nhận bằng trực giác của hầu hết đại chúng rằng việc này nó theo hướng lợi dụng sự hiếu kỳ, lợi dụng lòng kính yêu của dân chúng, của Phật tử dành cho Đức Phật. Kể cả cái vật phẩm gọi là Xá Lợi Tóc, nếu có là thật mang từ nước Myanmar sang thì cũng vẫn đã là làm trái lời dạy của Đức Phật rồi. Huống hồ nếu đó không phải là Xá Lợi Tóc thật mang từ Myanmar thì mục đích phía sau còn đáng chê trách đến mức nào nữa. Chúng ta cùng ngẫm về câu chuyện này nhé. Về cách mà dân chúng Phật tử bày tỏ sự kính cẩn lễ lạy trước cái vật phẩm được tuyên bố là Xá Lợi Tóc, thì tôi nghĩ là chúng ta không nên chê cười, coi thường, trách mắng rằng sao bà con lại u mê như thế, rằng sao lại mê tín hay là mù quáng vân vân như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng tâm của đa số bà con đều rất thiện lành, sự kính trọng ấy là hướng đến Đức Phật một cách chân thành và chân thật. Bà con bày tỏ lòng tôn kính một cách tự nhiên. Vậy thì bàn chuyện mê hay ngộ là không phải. Càng cố phân ra người mê hay kẻ ngộ để thể hiện là tôi người trí, anh người ngu, để thể hiện là hiểu sâu hơn người hiểu cạn, để phân ra tôi thánh anh phàm vân vân thì đều không nên cả. Tôi nghĩ sự phản ứng đó nếu có cũng là phản ánh sự chấp mê rất vi tế bên trong tâm của những người mà đang chọn theo con đường theo chân của Đức Phật đó. Chúng ta tu và luôn luôn tỉnh tác, luôn luôn tỉnh giác, nếu không cái ngã của chúng ta càng ngày càng lớn và đó là đi chệch chánh pháp, đi chệch con đường bát chánh đạo của Đức Phật. Ngay cả lời bình luận này của tôi đây, nếu đạo hữu xa gần nhìn thấy sự mê lầm mà tôi đang không thấy lúc này cũng xin chỉ giúp cho tôi về một số quan niệm rằng nếu mà Đức Phật dạy hãy nên thừa tự pháp thay vì thừa tự tài vật thì có nên dốc tiền bạc của cải xây chùa tháp, đúc tượng, đúc chuông hay không? Như thế có phải là chấp mắc vào sắc trần, vào tài vật hay không? Và xây chùa to miếu lớn, đền đài lầu gác nguy nga vân vân
để rồi thu tiền vãng cảnh để làm ăn kinh tế, có phải là sa đà vào vật chất hay là mất đi bản chất thanh tịnh giản dị vốn có của Phật pháp hay không, vân vân. Tôi nghĩ rằng theo tinh thần trung đạo thì chấp vào điều gọi là thanh tịnh giản dị để chê cái việc xây chùa đúc tượng một cách không suy xét cẩn thận thì cũng là cực đoan. Mà những người thừa tự pháp của Đức Phật lại chỉ chăm chăm gom tiền tài cái vật xây chùa đúc tượng mà quên nhiệm vụ chính là truyền bá pháp Phật thì cũng là một sự mê lầm ngày càng xa rời trung đạo. Vậy thì nên như thế nào đây? Thực sự theo tôi thì như một câu khái quát về đạo Phật chính là đạo của tâm, bản sự cũng từ tâm. Đơn giản là nên tùy thực tế cuộc sống ở một nơi cụ thể nào đó mà tâm thuận duyên thôi. Kinh tế sung túc thì xây chùa đúc tượng. Muốn tạo ra một không gian cảnh trí bình yên như một cõi Phật ở nơi trần thế cho người dân vãng cảnh tìm an vui, và người xây đó đầy đủ tiền của tài vật thì cứ làm thôi. Còn bằng không thì đừng miễn cưỡng hay sa đà hay vì một lý do vụ lợi, vụ danh rất vi tế nào đó ở trong tâm trí. Đó, tôi nghĩ làm mà với cái tâm như vậy, vô tư và tùy duyên, thì tôi nghĩ đó là đã thấu được cái chữ tùy duyên chân thật của cửa không. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe.